Thưa quý vị, chiều hôm qua 5 tháng 11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp trực tuyến phòng chống Covid-19 với 8 tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang, Tiền Giang, Kiên Giang, Gia Lai và Đắk Lắk. Tại đầu cầu Cần Thơ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Hà cùng các thành viên ban chỉ đạo sẽ chỉ huy phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố tham dự. Theo ghi nhận, những ngày gần đây, số ca nhiễm mới ở 8 tỉnh thành khu vực này dao động khoảng vài trăm ca mỗi ngày. Riêng thành phố Cần Thơ bình quân 250 đến 300 ca, có ngày trên 400 ca. Từ giữa tháng 10 đến nay có 12 doanh nghiệp phát hiện F0. Trước tình hình đó, thành phố tiếp tục triển khai kế hoạch tầm soát cộng đồng trọng tâm trọng điểm, đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp, thực hiện các phương án phòng chống dịch và củng cố các lực lượng, nhất là cán bộ cơ sở, Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Hè đề nghị chính phủ Bộ Y tế cấp cho Cần Thơ 500.000 liều vaccine Verocell để trả mũi 2 và 225.000 liều Pfizer tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Y tế làm rõ các ý kiến của 8 tỉnh thành dư khi thấy cần thiết có thể triển khai việc xét nghiệm cho người từ dùng có dịch thấm sâu trở về địa phương, vấn đề doanh nghiệp tổ chức xét nghiệm và công nhận kết quả, Bệnh viện điều trị COVID-19 cấp dùng phải có bệnh viện trung ương giàu để đảm bảo cơ sở vật chất, chất, trang thiết bị, chân dân. Phó Thủ tướng cho biết tới đây sẽ có đủ vaccine phòng COVID-19. Tháng 11-2021 dự kiến sẽ có thêm 30 triệu liều vaccine về Việt Nam. Trước mắt sẽ ưu tiên cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, một số tỉnh Tây Nguyên do tình hình dịch bệnh phức tạp. Cần Thơ đã tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ trên 90% đề nghị tất cả các tỉnh thành tập trung tiêm vaccine làm nhanh nhất có thể tiêm phủ hết mũi một cho người dân. Theo Phó Thủ tướng Dũng Đức Đam, sau khi mở lại nhiều hoạt động, số ca COVID-19 tăng, vì thế phải tăng giám sát cộng đồng lên một bậc, cụ thể tăng cường sàng lọc ở các bệnh viện, đồng thời phát huy vai trò tổ COVID-19 cộng đồng khi phát hiện người dân có triệu chứng. Báo ngày y tế cơ sở xét nghiệm theo dõi điều trị kịp thời, giảm ca nặng và tử vong khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp tự xét nghiệm người lao động lưu ý số công nhân chưa tiêm vaccine và tiêm chưa đủ ngày